Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ngâm cốc ngâm chua ngọt nhé, cực ngon luôn các bạn ạ. Các bạn để ngâm cốc chua ngọt thì các bạn chuẩn bị cho mình 500g cốc này. Mình sẽ đi gọt vỏ trước đã, sau đó thì mình sẽ nói các nguyên liệu khác nhé, như đường, mắm, muối, ớt và thủy tinh. Thì mình sẽ sau trước tiên để mình gọt cốc này đã, thì cái này nó lâu. Các bạn dùng nạo, các bạn nạo đi cho mình. Bạn chuẩn bị cho mình một tô nước muối loãng nhé, để mình sẽ gọt cốc và mình ngâm trong này cho nó hết nhựa cốc và không bị thâm cốc. Gọt thì nó sâu quá, thế là cạo vỏ cốc bên ngoài thì cũng được. Sau đó các bạn ngâm cho mình trong nước muối loãng này nhé. Mình không nạo sâu quá, vì mình nạo sâu quá thì nó mất đi vị chua của cốc các bạn ạ, và độ giòn của cốc nhé, nên là mình chỉ nạo nhẹ ở trên thôi. Thì các bạn, sau khi mình gọt xong phần cốc nhé, mình ngâm trong nước muối loãng rồi, bây giờ mình sẽ vớt cốc ra để cho ráo nước. Các bạn cho mình khoảng 70g đường này, một quả ớt sừng này, và mình cho vào đây ớt bột nhé. Các bạn cho mình một thìa ớt bột. Ớt sừng thì các bạn sẽ thái nhỏ ra cho mình nhé. Có thể bỏ cái phần hạt đi để tạo màu, còn cay các bạn có thể cho ớt bột cay rồi. Và tùy theo nhé, các bạn muốn ăn cay nhiều hay ít thì mình có thể cho nhiều hơn nhé. À, tùy theo khẩu vị của sở thích của mỗi người, người thích ăn cay nhiều, người thích ăn cay ít nhé. Thế là bỏ cái phần hạt này đi, phần ớt này các bạn thái nhỏ ra cho mình nhé. Khi cốc đã rắc nước rồi, bây giờ mình sẽ bổ cốc ra. Các bạn nên chọn cốc non nhé, khi không có hạt như này là được. Mình có thể là bổ làm đôi, làm bốn tùy theo nhé.
mình đã bổ xong phần cóc rồi. Các bạn chuẩn bị cho mình một bát con nước này, mình sẽ cho vào nồi mình nấu nhé. Mình sẽ nấu cùng với đường khoảng độ 70g đường. Nếu bạn nào muốn ăn ngọt hơn thì có thể cho tăng hơn nhé. Bây giờ mình sẽ đun sôi. Mình quấy cho tan cái hỗn hợp đường này. Thế các bạn, khi hỗn hợp đường này sôi, các bạn tắt bếp cho mình nhé và mình để nguội nhé. Cho nó sôi hẳn nha. Rồi, các bạn là tắt bếp cho mình và để nguội hỗn hợp này. Thế các bạn là khẽ hòa tan kia hỗn hợp nước đường này nó nguội nhé. Thì sau đó mình sẽ cho nguội đi thì các bạn cho mình phần ớt này. Sừng. Để cho độ mặn nữa các bạn ạ, vì mình ngâm cốc chua ngọt nên là các bạn cần có một chút mắm. Các bạn cho mình một thìa mắm nhé. Mình hòa tan cái hỗn hợp này đều đi. Để ngâm thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọ thủy tinh này. Mình sẽ cho cóc vào nhé. Thế các bạn chỉ cần cóc nó ngập cái phần nước này đi nhé. Và mình để trong vòng một ngày là có thể dùng được rồi. Bạn có thể đậy lại để trong vòng một ngày nhé. Sau khi các bạn để được một ngày thì các bạn ăn không hết thì các bạn có thể cất trong ngăn mát tủ lạnh. Và mình cất trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn có thể ăn trong vòng 7 đến 10 ngày nhé. Nguyên liệu của mình là 500g cóc này các bạn ạ. Với 500g cóc này các bạn ạ, với 70g đường, một thìa mắm, một thìa ớt bột, một quả ớt sừng, một muối để chúng ta ngâm cóc nhé. Và các bạn có thể có được một lọ cóc như thế này rồi. Và mình đun khoảng độ một bát con nước. Đấy, sau một ngày thì các bạn có thể bỏ ra là mình dùng được nhé. Sau khi mình để được một ngày nhé, bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây. Bây giờ mình có thể lấy ra là thưởng thức món này nhé. Rất là giòn và lại ngon, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, rất dễ ăn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.